Em nhận phục hồi bánh đè cho anh em gần xa nha. Anh em nào ở gần thì mang tới em, anh mới xa cái chuyển qua đường bưu điện giúp em. Để em giới thiệu với anh em là cái bánh đè của máy gặt DC. Anh em nào có nhu cầu phục hồi bánh đè, anh em phục hồi cho anh em là bằng inox nha anh em. Em phục hồi bằng inox. Bằng inox rất đảm bảo, rất bền cho anh em. Inox nó cứng, chai, để tránh tình trạng giảm được tình trạng mà ăn mòn đổ bi nha. Như cái riêng của nó thì nó sẽ không có inox, nó sẽ mau bào mòn cái vỏ. Mình đắp inox vô rất bền nha anh em, rất bền. Đây, inox nha anh em, em làm lại cho anh em luôn. Bằng inox chứ không phải bằng sắt nha anh em. Inox. Anh em nào ở gần ở xa em đều làm được cho anh em nha. Có những cái bánh đè của anh em mà nó bị nứt như thế nào đấy, mòn đó. Vô đây em sẽ làm lại cho anh em, láng lĩnh cho anh em luôn. Cái này của ông khách ở Nam Đàn Nghệ An nha anh em. Khách này của khách Nam Đàn Nghệ An. Bằng inox nha anh em, inox đây. Inox chứ không phải là sắt nha anh em. Rất bền cho anh em sử dụng, rất bền cho anh em sử dụng nha. Anh em ở gần ở xa đều làm được. Bánh đè em nhớ, anh em nhớ là gửi cho em bánh đè zin nha, bánh đè zin chứ đừng để gửi bánh đè lô. Bánh đè chợ là em không làm nha anh em, vì cái bánh đè nó không có bán giá bao nhiêu. Anh em nên gửi bánh đè zin cho em để em làm, độ bền nó rất cao, nghỉ nóc anh em rất cứng anh em. Anh em chạy thoải mái vô tư, rất bền, kéo dài tuổi thọ cho bánh đè, là tránh tình trạng bị lỏng bao bì nha anh em. Lỏng bì quịch phót nha, rất ngon rất êm. Em làm anh em cái này anh em chịu, rất chịu. Những anh em ở xa gửi cho em luôn, anh em ở gần cũng có làm luôn. Rất ngon rất bền nha anh em. Inox nha, mời anh em xem đây. Inox em đắp láng ở ngoài luôn đây. Inox chứ không phải là bằng sắt nha anh em. Inox chầm. Ở gần ở xa ai có nhu cầu làm gửi cho em đi. Hoàng Mai 0907 790079 nha anh em. Ở gần ở xa thì làm được cho anh em nha. Mấy cái bánh đè nó bị khuyết đứt bể chút đỉnh gì đó, anh em cứ gửi cho em làm luôn cho anh em nha. Làm miễn phí cho anh em luôn. Có những anh em bánh đè nó bị đứt bị bể như chút đỉnh đó, điều này em làm. Quan trọng là cái vỏ bằng zin. Nó rất lâu mòn cái này anh em, rất lâu mòn cái vỏ ngoài này. Rất bền, vỏ zin rất bền nha. Chỉ mỗi cái tội là nó bị sẽ bị hư cái ổ bi. Hư ổ bi thôi anh em. Anh em cứ gửi cho em. Em làm những cái nứt chút đỉnh gì em làm hết. Nè, có những cái nó bị hư cổ. Bánh đè chợ á, bánh đè của lô á, nó sẽ bị nứt cái cổ rồi nè. Rất dở rồi nè. Bánh đè kia nó rất dày, rất ngon. Anh em cứ gửi cho em. Một phần một cái nắp toàn bộ chăm cho anh em sử dụng. Rất bền. Hoàng Mai 0907 790079 nha. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai về máy cơ khí, phục hồi các chi tiết máy. Hân hạnh được phục vụ anh em. Cứng bà cố luôn. Làm mấy cái này có lời lắm mẹ gì. Anh em làm chứ. Ở đây em làm này cho anh em mà chủ yếu là vui vẻ anh em thôi nha. Chứ làm thì chẳng có lời nha anh em. Móc một hai cái bánh đè là tiền thợ cũng đủ rồi nha anh em. Nó rất cứng. Rất cứng nha anh em. Thì nó rất cứng cho anh em luôn, sử dụng rất bền. Rồi cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079.